Hello cả nhà hello, welcome back Nhung Phan Cuộc Sống Mỹ. Phân on sale bà con ơi. Phân Costco đang on sale đây. Cái loại trắng này là loại 10 đồng. Và bây giờ đang on sale đó, còn là 8 đồng 99, bà con nhanh tay vô lấy. Thường thì em không có xài loại này thường xuyên. Em chỉ xài loại xanh thôi, là loại rẻ tiền nè mà chưa thấy sale nha. Loại xanh này chưa sale, loại này rẻ hơn. Sale là sale cái loại này có vẻ tốt hơn, là tại ta gọi là moisture control, nó có thể thoáng nước, không không thấm, không có giữ nước lâu bằng cái loại kia. Thì em đi quay loại xanh là cái loại em trồng tất cả những loại cây ăn trái của em hiện tại bây giờ, là cái loại Organic Joy nè, Pro Potis Pro nè, Potin Pro Miss. Ok, cái loại sale là cái loại trắng, bao trắng đó, loại mắc nhất đó, thường thường đó là 10 đồng 99, sale 2 đồng còn 8 đồng 99 là loại đó, thường thường là sale sau. Cái loại xanh mà năm nay người ta làm ngược lại. Năm nay cái loại trắng người ta sale trước. Là tại vì có thể hình như năm rồi khi mà người ta mua bao xanh, người ta không mua cái loại kia, thì bây giờ có thể là do Costco đổi đó. Chứ không phải tại em nói người ta đổi đâu nhau. Cái đó rõ ràng lại. Thì như vậy tốt, em chờ em lấy cái loại xanh thôi. Em xài cái loại rẻ tiền hơn chứ không phải loại này. Đó, cái loại xanh là mấy ông tay trái quý vị thấy đó. Thì cầu cho loại trắng này đi hết đi, còn xanh để lại em, không ai lấy thì em giờ em lấy hết. Chiếc này chơi lớn luôn. Bà con tùy, có nhiều người lại thích loại này. Tại nó tốt hơn, nó nhịn, nó mịn hơn. Còn loại kia thì dâm cây có thể có vẻ như nhiều hơn. Rồi anyway, nó có hai loại rõ ràng. Bà con thích chọn loại nào thì chọn lại một loại cũng được. Thật sự cái nào cũng tốt hết đó. Cộng thêm với NPK nha. Để em sơ qua phân NPK là phân gì. Phân NPK là phân đạm lân và kali nha. Thì làm gì làm, cái này là phân hữu cơ. Vi sinh này thì tốt cho cây, nhưng mà phải có cộng thêm một mớ phân NPK mà loại để cho cây nó hấp thụ trực tiếp đó. Thì đây là những cái giá thể mà có những cái đạm lân kali, nitơ, phosphate và natri. Đạm lân kali đúng rồi. Thì ba cái đó là chủ yếu trong cái phân nào cũng có chứ không phải. Nhưng mà phân hữu cơ thì nó có nhiều vi lượng, đa vi lượng nhiều hơn, nhiều cái calcium với magnesium nó có trong đó. Thì cơ hội để mình vô mình chở ở Costco đây, ai có thẻ thì vô lấy, không phải loại này nha, loại bên kia. Ok, cái clip em chia sẻ với bà con cộng đồng ở Dallas Fort Worth mình, ai đợi Costco nào chắc bây giờ cũng đang on sale đó. Năm nay người ta chủ trương sale cái loại mắc tiền trước, mình thấy cũng lạ. Tại vì em xin phân riết em biết loại nào sale trước là sale sau hết. Loại rẻ tiền chưa có sale. Thì rẻ tiền mai mốt hình như 8 đồng sale 2 đồng, còn là 6, 7 đồng gì đó. 5 đồng mấy à. 5 đồng mấy mà so với cái lô với Home Depot. Mấy? Sale 1 đồng mấy còn lại cỡ 5 đồng hay 6 đồng. Còn lại 6 đồng mấy đó. Ok, cái clip ngắn để chia sẻ với bà con mình. Nếu mà ai không khiêng nổi thì ghé em lấy luôn chiếc xe cẩu nha. Năm nay em có xe nâng đó. Xe nâng này nó giúp mình rất là nhiều. Thì để nay mai em đem xe ra em biểu diễn vài chiêu nữa rồi cho bà con coi, thay chậu, nâng đất, làm các thứ đều có chiếc xe để mình làm hết toàn bộ. Thì trong thời gian qua nó khó khăn nó mới ra được cái khôn, thì ta nói khó, cái khó nó mới lót cái khôn, thì khiêng riết chịu hết nổi rồi thì kiếm chiếc xe để tạo điều kiện để giúp bà con cộng đồng mình trồng tỉa mà nó không phải hại dùng sức nhiều, rồi đó là cái tiêu khiển. Ok, em xin tổng chào, hẹn lại clip kế tiếp cho bà con. Một lần nữa em cảm ơn rất là nhiều. Bye bye.